ngày sinh nhật của mình cũng là ngày kỷ niệm 1 năm mình làm YouTube. Cảm ơn tất cả các bạn và các anh chị đã ủng hộ kênh của mình suốt thời gian qua. Mong rằng tất cả mọi người sẽ đồng hành và ủng hộ em suốt thời gian sắp tới và sau này. Các anh chị có yêu thích kênh Tiểu Phương Tony TV thì ủng hộ em lên 300.000 người đăng ký nha. Sinh nhật Cân tổ chức nhà hàng khách sạn mà vậy Phương? Đâu có đâu, em lên nhà Trinh Cây tổ chức á. Tổ chức trên đây vui mà cũng đẹp được rồi. Mà có trang trí gì không để bọn anh trang trí cho? Có chứ, mấy anh chị ở nhà hỏi bong bóng đi. Còn em thì đi lấy bánh kem để chuẩn bị một số đồ ăn. Đi vô lấy bong bóng. Mình với chị Hai mình đang trên đường lấy bánh kem. Đây là cái bánh sinh nhật của mình. Mẹ với chị Hai mình đã đặt cho mình nha. Rất là dễ thương luôn. Để còn lựa cái nón thì tặng cho con cái nón. Sẽ đem bánh kem về nhà nha. Mình hỏi bong bóng để trang trí ngôi nhà Trinh Cây cho Tiểu Phương nha các bạn. Xong một cái. Xong thêm một cái nữa. Nãy giờ mình hỏi lượng nhiêu đây à nè. Tiểu Phương đi lấy bánh rồi mình sẽ kêu con giúp Tiểu Phương nha. Trang trí như vậy tổ chức sinh nhật mới đẹp. Giờ mình soạn đồ ra nha. Con có tặng kiếp gì không? Đây tôi tiếp cho. Lên tiếp đi Đại. Chị một rồi nè, con coi đẹp cho Đại. Đẹp rồi đó, chạy xuống đây đem đồ ăn tiếp nè. Ok. Quà ngồi đợt với. Đây là ngày sinh nhật của Tiểu Phương nha các bạn. Chứ chọn Tiểu Phương làm một năm làm YouTube luôn. Thỉnh thoảng mà thời gian trôi qua nhanh này các bạn ơi. Chớp mắt cái là qua một chơi một năm rồi đó. Đây là gà quay nè các bạn. Đứa dễ đây tôi gắp gà ra cực. Hai con nữa nha các bạn. Tha hồ mà ăn luôn. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Phương, mình khỏi cần làm gì hết trơn á. Mẹ Tiểu Phương làm hết, còn Tiểu Phương thì phụ thôi. Nè còn có tôm nướng nè, thịt bò nướng, bánh bao chiên, xôi chiên. Bây giờ bọn mình sẽ đợi Tiểu Phương về là tổ chức sinh nhật cho Tiểu Phương nha các bạn. Có canh nữa nha các bạn. Công nhận sinh nhật của Tiểu Phương đồ ăn thịnh soạn thiệt. Canh bên bển nữa kìa. Nước ngọt nữa. Bây giờ mình sẽ đợi Tiểu Phương đem bánh kem về là tổ chức sinh nhật nha các bạn. Bánh kem về nè mấy anh chị ơi. Đây chị truyền lên giùm cho Phương. Coi chừng nha. Ok ok. Đây chị Thảo đây nè. Qua wow, bánh kem bự dữ vậy. Bự dữ dạ. Để trên đây đi. Mà sao lâu dữ vậy Phương? Trời đi lấy cái bủi luôn á trời người ta nữa. Lên nè. Rồi leo lên. Sao anh Ngáo, anh Thanh, anh Ngọc chưa tới nữa ta? Hay giờ mình truyền đồ lên chảnh trước đi. Đây nè Phương. Phương lên đi. Đây. Đây. Với gao, gao nữa nè nha. Không có gao ăn không ngon đâu. Ok. Còn dưới này nữa nè. Giờ mình đợi mấy anh tới rồi sau đó thưởng thức luôn. Còn mình thì chia bún ra. Chúc Tiểu Phương sinh nhật vui vẻ. Mừng sinh nhật Tiểu Phương. Rồi tắt đèn. Rồi đèn này vô. Đây để mọi cho. Mọi lửa lên. Mọi lên. Quá đẹp rồi. Cắm em đài làm gì thế? Cắm cũng phải có thẩm mỹ cho mọi người đây nữa nè. Đây nè. Cắm đi Phương. Đây nè. Đây nè. Rồi quay cắm cho quay. Rồi lên rồi. Mày cắm rồi. Ước gì cầu nguyện đi Phương. Ước dạ, đếm ước. Cái gì có lợi cho anh mày xíu nha. Ôi, chấm lửa lại. Rồi, sinh nhật Tiểu Phương chị chúc con là ngày càng học giỏi với lại đạt nút vàng nha. Dạ cảm ơn chị. Thì anh chúc con là tuổi thọ cao như đỉnh núi Phan Xi Păng. Cảm ơn anh. Màu da trắng nha. Dạ cảm ơn chị. Còn phát chúc gì cưng? Chúc chị học giỏi, mạnh khỏe. Sinh nhật em anh chúc sinh nhật vui vẻ, thành công trong con đường YouTube nha. Dạ cảm ơn anh. Còn anh chúc là cưng sẽ cao lớn, ngang ngu cao cổ. Cảm ơn Ngọc. Đã chúc gì đại? Chúc Tiểu Phương làm những cái clip ẩm thực làm thật là ngon, thật là nhiều view. Cảm ơn anh Cường. Chúc Tiểu Phương làm nhiều clip đỉnh cao hơn, chất lượng hơn. Đúng rồi đó, chúc Tiểu Phương càng ngày càng học giỏi nha. Làm những clip nhiều view rồi, nhiều người đăng ký nha. Với lại mập mạp mỏng mẻm như đại. Bây giờ cho Tiểu Phương chàng pháo tay đi. Vỗ tay. Giờ mình sẽ cắt bánh kem ra rồi mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức. Cắt đi.
Rồi cho anh trước đi, Phương, Phương cho anh trước đi. Nhìn ngon quá. Ấy nhiều nhiều màu hồng á, anh màu hồng nam tính. Rồi tới chị nè Phương. Đây đây anh nè. Rồi cảm ơn chị. Rồi chị nha. Phụ nữ đúng rồi. Bên đây, miếng bên đây. Đấy. Cái màu hồng nam tính của Phương. Dễ nè anh Ngọc. Mình với Dư Hành ăn chung. Mình ăn kem trước nè. Ăn không với mày. Con Hoa làm gì vậy? Kẹo. Kẹo hả? Ăn thử coi. Ngon. Ăn tướng tướng nữa bạn. Mình thích ăn bánh kem hơn. Kẹo cũng ngon. Kẹo hình bông hoa. Thôi bánh kem ăn ngon. Ăn bánh kem xong còn dùng tiền nữa nha anh. Ừ. Phương còn dùng tiền nữa hả? Dạ đúng rồi. Ngon rồi nha. Ngon nha. Không cần mũ. Anh đi mấy anh. Anh đi quán. Anh đi quán ô. Lên thôi. Mời tất cả các anh chị nhập tiệc. Mời tất cả các anh chơi nhập tiệc luôn. Ok. Cảm ơn bạn cùng ăn nha. Nè, đổ bạn nha. Để tụi mình sẽ nhập tiệc nha các bạn. Ăn thôi. Lấy chén, lấy chén. Ừ. Rồi, đây, xin lấy chén. Chà vừa ăn các bạn. Ăn thử miếng thịt bò. Mình ăn cái chân gà. Đùi nha các bạn. Ngon không chú Hành? Ngon. Ăn nha. Ướt rất là vừa miệng luôn. Rất là thơm luôn. Trời ơi. Ăn gà. Mẹ cá bánh bò ăn thử rồi. Bò cay ngon quá. Tự nhiên quá à. Ăn một miếng bò nè. Cuộn chấm salad. Cuộn vô. Chấm ăn mới ngon. Chấm một miếng. Thấy chưa? Chấm nước tương. Còn mình thì chấm nước tương. Mình cũng vậy luôn. Nước tương rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn các bạn. Lừa ăn quá à. Mình đang ăn chân gà nướng nha. Thịt gà quá ngon rồi. Thịt gà ướt rất là vừa miệng luôn. Bé mình thấy ruột gà ngon nhất. Mình ăn thử miếng thịt bò nha. Mình lấy miếng nhỏ thì quá ngon các bạn ơi. Chưa ăn canh mà thấy ngon rồi đó. Để mình dùng thử miếng thịt bò. Nước tương này làm quá vừa miệng, quá đặc sắc luôn. Để hồi ăn thử miếng canh ơi. Chưa thấy hay ngon rồi. Bốn tụi mình đang ăn ở trên tầng trên của nhà Tiếu Phương nha các bạn. Ăn rất là ngon luôn. Rất là mát, rất là thoải mái luôn. Đồ ăn trên đây cũng giống như ở dưới thôi. Đang đói ăn cái hạnh phúc ghê luôn á. Đúng rồi á. Ăn gà quá trời. Ngon quá ngon luôn các bạn ơi. Ngon không Thành? Ngon. Có ngọt uống nè. Thịt bò vừa ăn phải không Thành? Ừ. Trắng trắng ăn ngon. Công nhận sinh nhật của Tiếu Phương rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đồ ăn thì không thiếu thứ gì. Làm đủ món luôn. Thịt bò, tôm nè, rồi gà nữa các bạn. Còn đây là canh cù lao nè. Tối nay khỏi về ăn cơm luôn. Dạ. Không thiếu ra kìa. Hôm nay là sinh nhật của em mời cả team ăn. Mấy anh chị cứ ăn thoải mái đi nha. Ok. Mấy anh ở trên cũng ăn thoải mái luôn nha. Ok. Quá đã không các bạn ơi. Mình ăn tới tôm rồi nè. Thiếu cái gì cứ kêu dưới đây nha. Ngon. Ngon. Mình ăn đây, đang ăn cơm nè. Ngon quá trời ngon rồi. Thịt nó ngọt. Như dưới kia ăn ngọt. Tôm quá trời ngọt luôn. Con da luôn cho nó giòn. Bình thường ở nhà Tiếu Phương làm nấu ăn mà làm clip ẩm thực không. Cho nên hôm nay ăn sinh nhật món gì cũng ngon mà hết á. Món nào cũng vừa miệng trơn á. Đúng rồi. Ăn thêm con tôm nó ngon quá trời ngon rồi. Anh ăn hải sản không được phải không? Còn múc giờ miếng canh cù lao thôi. Đây. Tao biết mày mập đây. Mới bới cho mày nhiều. Ít thôi. Múc chưa? Nhiều này vậy nè. Hơi ít rồi đó. Ngon. Nớm đại. Từ từ nuốt nha đại, coi chừng mắc nghẹn á. Dễ lợi. Đi dưới đây đi. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight. No quá chị nó các bạn ơi. Bánh bò, bánh bò ngon quá. Không nói đại. Không, no quá chị nó. Ủa tại sinh nhật của Tiếu Phương hôm nay. Ăn quá no nê luôn các bạn ơi. Quá nên em của mình có gửi lời chúc đến Tiếu Phương là sinh nhật vui vẻ. Anh em cho một tràng vỗ tay đi. Ok. Quá cái này. Kết thúc video đi Phương ơi. Nếu các bạn thích video làm clip
kỷ niệm một năm mình làm YouTube này của mình. Hãy cho một like.